chẳng ghê tay khi sát hại nữ hàng xóm để cướp đi chiếc xe máy của nạn nhân. Thế nhưng, trong trại giam chờ ngày thi hành án, tử tù này lại hoảng loạn đến tột cùng khi bóng đêm bao trùm lên gã. Những thay đổi trong việc thi hành án tử hình khiến Hồ Xuân Phú, sinh năm 1987, trú tại xóm 10, thôn Ao La, xã Minh Tân, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng, có thêm thời gian chờ đợi trong những ngày Phú đang sốt ruột chờ chuyến đò định mệnh về âm phủ. Hồ Xuân Phú từng có cuộc tình đũa lệch với máy bay bà già. Gã bài bạc nợ nần nhưng không muốn mất điểm trước mặt người tình già hơn gã gần chục tuổi nên đã sát hại cô bạn hàng xóm, cướp chiếc xe máy của nạn nhân. Hỏi Phú về một ngày trong buồng biệt giam, gã bảo chẳng mấy khi ngủ được, nhất là về đêm. Gã sợ bóng tối, sợ cảm giác cô độc đến tột cùng ấy. Ở khu biệt giam còn nhiều tử tù khác. Chắc hẳn gã vẫn có thể trò chuyện bằng cách nói vọng qua bức tường ngăn cách. Vẫn giữ nụ cười trên môi, gã kể. Đúng là còn có nhiều anh ở đó, nhưng em ít tuổi nhất, chẳng va chạm nhiều nên chẳng biết nói chuyện gì với họ. Các anh ý hay nói chuyện ở ngoài xã hội, em chỉ biết nghe thôi. Hơn nữa, về đêm theo quy định thì không được làm ảnh hưởng đến người khác nên chỉ im lặng một mình. Về nỗi sợ bóng đêm của Phú, chính người quản giáo trực tiếp giám sát buồng Phú đã xác nhận. Có lần, điện nơi buồng giam đột nhiên bị tắt giữa đêm. Bóng tối bao trùm khiến Phú hoảng loạn, la hét và đòi được lắp riêng một đường dây điện dự phòng. Tất nhiên, những đòi hỏi phi lý ấy chẳng khi nào được đáp ứng. Gã tử tù trẻ buộc phải chấp nhận sự trả giá cho tội gã đã gây ra. Gã thiếp đi trong mệt mỏi và tột cùng của sợ hãi. Phú nhắc đến mẹ bằng tất cả tình cảm nhớ nhung say dứt. Gã bảo đã 2 năm kể từ ngày bị bắt vì gây án. Nhưng trong sâu thẳm con người gã vẫn cố muốn chối bỏ sự thật rằng gã vĩnh viễn không còn cơ hội được mẹ chăm sóc miếng ăn, giấc ngủ khi còn ở nhà. Em tiếc nuối những khoảnh khắc được sum vầy bên mẹ và em trai lắm. Đôi khi ốm đau, vẫn cứ nghĩ như hồi đang ở nhà, được bàn tay mẹ chăm sóc. Phú trùng giọng, muốn khóc khi nhắc đến mẹ, hệt như biểu hiện của một đứa trẻ. Mà gã trẻ con thật, gã nũng nịu cả với những cán bộ quản giáo phụ trách buồng giam. Những lúc như thế, cán bộ quản giáo phải nghiêm giọng nhắc nhở để hắn điều chỉnh hành vi, lời nói đúng với thân phận tử tù. Khoảng 13 giờ ngày 15 tháng 5 năm 2010, người dân ở thôn Ao La, xã Minh Tân, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng phát hiện chị Hoàng Thị Phượng, sinh năm 1989, ngồi tử vong trên vũng máu trong căn bếp bỏ hoang, cách nhà chị vài chục mét, áo ngoài bị lột chùm qua mặt. Sự việc nhanh chóng được cấp báo lên cơ quan chức năng. Kết quả khám nghiệm pháp y cho thấy nạn nhân bị đa chấn thương vùng đầu, vỡ hộp sọ dẫn đến tử vong. Cơ quan điều tra nhận định hung thủ đứng từ phía sau bất ngờ dùng vật tẩy tròn tấn công nhiều nhát vào đầu chị Phượng. Được biết chị Phượng làm việc tại thành phố Hải Phòng, thuê trọ tại đó, thỉnh thoảng mới về thăm gia đình. Công an xác định sau khi bị sát hại, chị Phượng bị cướp mất chiếc xe Sirius mang biển kiểm soát 16P19647, điện thoại di động và một số tư trang khác. Đánh giá đây là vụ giết người cướp tài sản. Đối tượng có quen biết với nạn nhân và sinh sống cùng khu dân cư. Công an thành phố Hải Phòng đã xác lập chuyên án với sự tham gia của gần 100 cán bộ cảnh sát, với sự chỉ huy trực tiếp của một đồng chí phó giám đốc, đồng thời là trưởng ban chuyên án. Nhiều mũi trinh sát được tung đi truy tìm vật chứng của vụ án, bao gồm chiếc xe máy, điện thoại và các loại giấy tờ tùy thân của nạn nhân. Rà soát những đối tượng cộm cán trong vùng, tiếp cận khu vực dân cư sinh sống quanh hiện trường để tìm nhân chứng cho vụ án. Các mũi trinh sát còn lại được phân công đến nhà, công ty, nơi thuê trọ của chị Phượng để dựng các mối quan hệ của nạn nhân. Do thời điểm xảy ra vụ án, người dân trong khu vực đều đi làm vắng, nên việc phát động phong trào toàn dân tố giác tội phạm hầu như không hiệu quả. Tuy nhiên, sau thời gian tập trung tìm kiếm,
trinh sát đã thu hồi được chiếc xe máy và chiếc điện thoại của nạn nhân ngay trên địa bàn huyện Thủy Nguyên. Chủ các tiệm mua bán xe máy, điện thoại cũ khai mua các tài sản này từ một thanh niên có dáng người gầy ốm, da ngăm đen, nói giọng ở huyện Thủy Nguyên. Việc tìm thấy các vật chứng của vụ án khiến ban chuyên án nhận định khả năng hung thủ chính là người thanh niên mang bán các đồ vật trên của nạn nhân. Xác minh những thanh niên giống như mô tả của các nhân chứng, ban chuyên án đã tập trung nghi vấn vào ba đối tượng, trong đó có một người làm nghề sửa xe máy ở gần nhà nạn nhân. Theo tài liệu trinh sát, thời gian gần đây, anh này thường xuyên đánh bạc tại một sới bạc trên địa bàn huyện Thủy Nguyên, thua tới hàng chục triệu đồng. Được triệu tập lên cơ quan cảnh sát điều tra, đối tượng là Hồ Xuân Phú tỏ ra hết sức bình tĩnh, vô can, không có gì phải lo lắng, sợ sệt. Làm việc xong còn xin phép, các anh làm việc xong chưa để em còn về phục vụ đám ma. Đưa ảnh nghi can này cho chủ tiệm xe máy, điện thoại cũ nhận diện, họ đều xác nhận người bán hàng cho họ và người trong ảnh có nhiều điểm tương đồng. Ban chuyên án đã ra lệnh bắt đối tượng về để đấu tranh. Tiến hành khám xét, cơ quan cảnh sát điều tra đã tìm được một chiếc sim điện thoại cũ tại tiệm sửa xe và một chiếc áo có dấu máu tại nhà của Hồ Xuân Phú. Khi trinh sát kiểm tra chiếc sim điện thoại thì đó chính là của chị Phượng, và tại sao chiếc sim của nạn nhân lại xuất hiện tại tiệm sửa xe máy của Phú thì anh ta không thể nào giải thích được. Nhất là chiếc sim lại mắc trên cửa sổ phía đầu hồ nhà, hướng ra vườn chứ không phải phía ngoài đường. Trước những chứng cứ không thể chối cãi, Phú đã thừa nhận có liên quan đến vụ án. Phú khai đã giúp sức cho anh họ là Đỗ Đăng Chiến, sinh năm 1986 ở cùng thôn, để cướp tài sản lấy tiền tiêu xài. Phú khai hắn chỉ ra tay đập vào chị Phượng, còn Chiến mới là người dùng tuyết sắt tấn công nạn nhân cho đến tử vong, sau đó mang nạn nhân đi giấu. Trước tình tiết mới, cơ quan cảnh sát điều tra đã tiến hành xác minh về người thanh niên có tên là Đỗ Đăng Chiến. Tuy nhiên, Chiến vốn bị bệnh động kinh từ nhỏ, đầu óc không được tỉnh táo như người bình thường. Trong khi cơ quan cảnh sát điều tra đang tích cực xác minh thì Phú nặng nặc nhận tội. Miễn là cơ quan cảnh sát điều tra tha tội cho anh họ của hắn. Được triệu tập lấy lời khai, Đỗ Đăng Chiến lắc đầu nguầy nguậy, một mực khai không giết ai, khiến việc điều tra trở nên phức tạp. Với quyết tâm không để bỏ lọt tội phạm nhưng cũng không để người vô tội bị hàm oan, cơ quan cảnh sát điều tra thận trọng xác minh thời gian biểu của Chiến trong ngày 25 tháng 5, đồng thời lấy lời khai của những người tiếp xúc với Chiến và đã loại trừ Chiến ra khỏi diện nghi vấn. Lúc này, Phú mới thừa nhận đã khai báo gian dối về việc mình có đồng phạm. Lúc này, Viện Khoa học Hình sự Bộ Công an đã có kết quả giám định về vết máu trên chiếc áo thu được tại nhà Phú là máu của nạn nhân Hoàng Thị Phượng. Một lần nữa, Hồ Xuân Phú cũng không lý giải nổi vì sao máu của nạn nhân lại dính trên áo của mình. Hắn đã phải cúi đầu thừa nhận là hung thủ duy nhất ra tay sát hại chị Hoàng Thị Phượng. Phú khai nhận do ham hố cờ bạc nên Phú nợ như chúa trộm, liên tiếp bị chủ nợ đòi tiền. 8 giờ ngày 25 tháng 5 năm 2010, chợt nhìn thấy chị Phượng đang đi xe máy về nhà, lập tức Phú nảy sinh ý định sát hại chị để chiếm đoạt chiếc xe máy. Vờ sang nhà chị Phượng hỏi han, thấy mình chị ở nhà, lợi dụng lúc chị sơ hở, dùng tuyếp sắt tấn công vào đầu khiến nạn nhân gục tại chỗ. Phú túm cổ áo, lôi ngược nạn nhân lên đồi, nhưng thấy nạn nhân có dấu hiệu còn sống, nên Huy tiếp tục cầm tuyếp sắt tấn công cho nạn nhân tử vong luôn. Sau khi giấu chị Phượng vào căn bếp bỏ hoang của căn nhà kế bên, Phú quay lại nhà lấy xe máy và toàn bộ tư trang của nạn nhân. Hắn tháo sim điện thoại của nạn nhân ném ra vườn, sau đó lục túi lấy tiền, còn lại toàn bộ giấy tờ tùy thân của nạn nhân thì đem đốt. Chiều cùng ngày, Phú đem bán tài sản của nạn nhân được tổng cộng là 12,6 triệu đồng. Những điều tra viên trực tiếp tham gia vụ án cho biết, dù đã hàng chục năm làm án, tham gia điều tra hàng chục vụ giết người cướp tài sản, nhưng các anh cũng phải dùng mình trước những tính toán gian xảo của kẻ sát nhân máu lạnh. Khi nạn nhân xấu số được phát hiện, Phú cũng mò ra hiện trường xem, ngồi xem khám nghiệm pháp y, lăng xăng giúp gia đình nạn nhân tổ chức tang lễ. Ngoài ra còn nhiều lần khai báo gian dối,
đánh lạc hướng cơ quan cảnh sát điều tra nhằm tạo vỏ bọc hoàn hảo cho bản thân. Biết tội giết người cướp tài sản sẽ có khung hình phạt rất nặng, nên khi bị cơ quan cảnh sát điều tra phát hiện, Phú đã tìm cách đổ hết tội lỗi cho người em họ là Chiến. Còn mình chỉ là người giúp sức thì khung hình phạt sẽ nhẹ hơn. Hơn nữa, do tên này đã kịp đốt hết những tang chứng gồm đồ đạc cá nhân của bị hại, nên đã có thời điểm việc điều tra tưởng như rơi vào ngõ cụt. Song lưới trời khó thoát, có một nhân chứng đã nhìn thấy Phú đốt thứ gì đó ở quán sửa xe của Y. Lúc đó Phú chột dạ nên không dám đốt vật chứng cuối cùng là chiếc SIM điện thoại của nạn nhân. Y vội ném về phía cửa sổ, tưởng rằng chiếc SIM ấy sẽ biến mất dưới lớp cỏ dại mọc tùm trong vườn. Nào ngờ chiếc SIM không rơi ra vườn mà nằm lại ngay trên khe cửa sổ và lọt vào tay của điều tra viên.